Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món thức uống vô cùng thơm mát vào mùa hè và được rất nhiều người ưa chuộng, đó là trà dâu nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cả nhà mình cách làm trà dâu vô cùng đơn giản và thơm ngon, thanh mát cái vị của trà và thơm nhẹ của vị của dâu. Dâu thì các anh chị mua về mình rửa lại, mình ngâm nước muối khoảng chừng 10 đến 15 phút rồi mình rửa lại 2-3 nước giúp em cho nó thật là sạch nhé. Mình cắt cái cuống và một trái dâu thì cắt thành 3-4 lát, không quá mỏng cũng không quá dày như thế này. Đó, cứ cắt một trái, cắt làm 3 làm 4 như thế này là được. Trà dâu thì năm trước cái mùa nóng á, được rất là các bạn trẻ yêu thích ở Sài Gòn thì nó thành hiện tượng luôn đó. Nên là rất là nhiều người thích cái nước uống vừa thanh mát mà lại cũng dễ làm này. Nên hôm nay em chia sẻ đến cả nhà cái cách mà mình làm trà dâu tươi để thơm mát và nó đơn giản nhất nhé. Sau khi mình cắt xong cái phần dâu thì cứ một dâu một đường, các anh chị ướp cho em trong vòng từ 4 đến 6 tiếng. Nếu có thể thì mình có thể ướp qua đêm cũng được nữa. Thì khi đó thì cái dâu của mình nó lên men, cái nước dâu nó sẽ thơm hơn và mình làm trà uống sẽ ngon hơn nhé. Nhưng mà với cái cách làm trà dâu tươi này thì mình chỉ để trong ngăn mát tủ lạnh được chừng khoảng 2 giờ với cái siro mà mình cho nó lên men tươi như thế này. Đây, sau khoảng 4 giờ mình để ngoài cái môi trường bình thường thì mình đã được cái nước siro râu rồi. Nhưng mà nếu mà muốn để thơm hơn thì cứ để khoảng 6 đến 8 tiếng thì nó sẽ thơm đậm cái vị dâu hơn nha các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ pha trà túi lọc. Hôm nay em sử dụng trà Lipton, các anh chị có thể sử dụng trà nhài, trà Lipton hay là trà ô long đều được nhé. Mình sẽ pha một ly trà. Mình cứ làm cái dâu ngâm mình để trong tủ mát ấy, rồi khi nào mình uống thì mình pha trà, mình cho dâu vào thôi. Với cái cách này thì cái trà của mình khá là thơm và uống rất là ngon luôn. Em thấy nó còn ngon hơn trà người ta bán nữa. Tại vì trà người ta bán thì người ta sẽ nấu cái dâu này lên, nên là các anh chị và các bạn mình sẽ ngửi cái mùi nó sẽ không thơm như cái mùi cái trà dâu tươi đâu. Rồi em cho thêm khoảng 1-2 muỗng đường tùy vào khẩu vị nhé. Nhưng mà ở đây thì mình cứ cho khoảng 2 muỗng đường là được. Đây là cái phần nước dâu nó ra này các anh chị, cái phần này rất là thơm. Mình cho một ly trà nửa lít thì mình cho khoảng 2-3 muỗng là được, và một ít cái dâu. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho thêm đá thôi. Rất là đơn giản phải không ạ? Sài Gòn bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, nên là cái thức uống mà mình có thể tự làm tại nhà vừa đảm bảo vệ sinh mà lại thơm ngon. Nhìn là thèm rồi, cho đá vào và vậy là mình đã có thể thưởng thức được cái dâu của mình rồi. Trà dâu, đây mình cho dâu lên trên một chút xíu nữa cho nó đẹp thôi các anh chị. Chủ yếu cái hương vị trà và cái nước siro á là nó tạo nên cái vị của trà dâu rất là đặc trưng, thơm thanh mát của cái trà mà nó lại thơm nhẹ cái mùi dâu chua chua ngọt ngọt. Rất là kích thích cái món trà này. Không hổ danh là cái món trà mà được rất nhiều người yêu thích. Với cái cách pha trà dâu này thì em tin là ai cũng có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Mình có thể làm rồi khi nào mình uống thì mình pha trà mình cho vô thôi. Ở văn phòng mình cũng dễ dàng uống nữa. Vậy là em đã vừa pha xong cái ly trà dâu này. Em mời các anh chị và các bạn cùng thưởng thức cùng với mình nhé. Hy vọng là cái cách chia sẻ làm trà dâu tại nhà đơn giản của mình đến đây sẽ giúp cho các anh chị và các bạn mình có thể pha tại nhà cho cả nhà mình cùng thưởng thức cái món này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.